đầu tiên thì luôn luôn nghĩ đến những cái mặt tốt trước đã. Những cái mặt xấu thì mình sẽ nghĩ xem là mình làm cách nào mình để dung hòa, mình làm cách nào mà để sửa được cái tật xấu của người ta. Và tiếp theo nữa là yêu nhau mà để bền vững thì mình hãy nghĩ xem là làm thế nào mà để hai đứa cầm tay nhau đi lên, chứ không phải là cầm tay nhau đi xuống mãi. Đấy là cái mấu chốt mà để cho tình yêu lúc nào cũng bền vững. Có cái gì đó mà mình thích là mình yêu liền, nhưng mà bây giờ không có đâu mọi người. Bây giờ đâu có yêu dễ dàng như được. Bây giờ là đẹp cũng chưa chắc làm cho mình yêu. Nhưng mình nói nó phải đẹp, mình cùng sở thích và còn phải hết lòng về sự nghiệp nữa. Đó là bốn cái mà đó là tiêu chuẩn mà vì tự nhiên không biết tại sao đúng cái tuổi này mình đặt ra những cái chuyện đó làm chi, không biết cho khổ. Có nghĩa là tình yêu bây giờ đối với Chun đúng như mọi người nói là phải có duyên thôi. Mình đặt ra nhiều cái gọi là cái tiêu chuẩn cho cố vô, nhưng mà tự nhiên lỡ gặp một cái người đó nào đó mà đi ngang ngã tư đập vô mặt mình một cái mà mình cảm thấy thương, chắc là mình cũng sẽ hết lòng người khác thôi. Nên bây giờ tôi rất là sợ yêu, tại vì khi yêu thì mình sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Nên tới bây giờ là khi mà bắt đầu có cảm xúc gì đó là tôi luôn chặn lại để mình hết lòng vì công việc ngay bây giờ là vậy đó, nên cũng khó để mà có tình yêu trong thời điểm hiện tại. Mình rất là vô tư, yêu ai thích ai hay là như thế nào là mình show hết lên mạng xã hội. Và từ đó thì mọi người tất nhiên là sẽ có hai mặt của nó. Mặt tốt thì là mọi người sẽ cảm thấy thích, ôi họ đẹp đôi quá, rồi khen này nọ, rồi thích cả hai người hơn, rồi cả hai người thậm chí là có nhiều công việc hơn vì cái hình ảnh đôi đấy. Nhưng mà sau đấy thì mặt xấu của nó đó chính là mọi người quan tâm quá nhiều vào chuyện của hai người, và chuyện hai người tự nhiên bây giờ thành chuyện của 1.000 người. Nó không còn là một chuyện yêu đương của riêng hai người nữa, nên là sau này càng lớn thì mình thấy là chuyện hai người thì chỉ để hai người biết thôi được rồi, cùng lắm là ba bốn người biết thì là bạn bè của mình thôi, còn nếu mà em lên mạng xã hội thì hơi phiền. Bây giờ em rất là cân nhắc trong cái chuyện yêu đương, bởi vì em thấy là thứ nhất là em không đủ sức khỏe để yêu nữa, bởi vì một lần em yêu vô là em quá cuồng si. Và sau khi mà em đổ vỡ là em stress, em bị bệnh, rồi em mất thăng bằng trong cuộc sống. Cuộc sống này mà không có thăng bằng là không sống được. Câu chuyện tình yêu á, nó cũng như cái câu chuyện mình buông bỏ vậy đó. Tự nhiên khi mình buông bỏ một cái gì đó thì tự nhiên thế giới sẽ gửi cho mình một người yêu mới. Mình đặt cái chuyện tình yêu nó là một phần trong cuộc sống của mình, đó là một cái quan điểm khá lý trí và khá là rõ ràng. Dù không thể là một cô gái mà chỉ suốt ngày cắm đầu và bi lụy vào chuyện tình cảm, nhưng bên cạnh đó Du là một người rất là lạc quan, và là một cô gái có thể là mình yêu lần tiếp theo cũng như là mình yêu cái lần đầu tiên vậy. Nó những cái cảm xúc của tình yêu là những cái cảm xúc nó rất là quý giá ở trong cuộc sống, và Du nghĩ là khi mình còn trẻ, mình còn thanh xuân thì mình phải trân trọng lấy nó. Tình yêu căn bản là khi mà mình dồn hết cảm xúc vào đó thì thật ra cái mình cho đi chính là cái mình nhận lại. Còn khi mà mình suy nghĩ quá nhiều á thì cái chuyện tình cảm đó nó sẽ không có còn thú vị nữa. Khi mà mình vững vàng thì mình yêu bất cứ ai cũng được. Quan điểm của Quân về tình yêu ấy, tình yêu là một cái nó phức tạp, và tình yêu là một cái cần phải học hỏi mỗi ngày. Thì đấy là một cái mà Quân hướng tới. Quân sẽ không nghĩ đến một tuần như nào, 10 ngày như nào hay là như nào cả, mà cứ bước qua một ngày thì Quân lại cảm thấy hạnh phúc rồi, bởi vì nó vẫn có nhau trong cuộc sống. Nhớ bấm nút subscribe để theo dõi Kinh Doanh News nhé.